Chào Bảo Kiếm, chào Bắc Thuận nhé. Minh Trí anh biết mà. Ô chạy này. Số 4. Ê, Zanetti, cộng 5 đi. À, cộng 5 thật, 174 triệu. À, đến tầm này bắt đầu là ấy rồi. Đến tầm này là cái gọi là dòng bom nó sẽ lại quay về với giá trị cũ nhá, bởi vì không còn nhiều các gói ngon nữa. Không còn nhiều dân chơi chơi gói ngon nữa nên là cái giá trị sẽ quay về với 100 triệu nhé. Nên sẽ là quay về với giá là trên 100 triệu. Trên 100 triệu là sẽ thành bom. Chiến con là TTC á, team nào cũng được, em có tiền em làm team nào cũng được. Ôi, bán lại chứ, 700 cu à? 700 cu. Vua về nhì hot. Team color team TT á, TT chưa chắc. Ôi, con này đấy, con này đấy. À không phải, con này không ngon. West Morgan. Ô, con này được đấy. Được đấy, được đấy. Được đấy, còn móc gan. Cũng có tí 119 triệu. Có hàng hot dành cho Trần Đức Anh nhá, cái việc 18 PLS có lên giá hay không phải hỏi gà rán. Gà rán là người quyết định. Chạy đi, chạy rồi. Số mấy? Số 10. Gulit, bao nhiêu tiền? Cộng 5. Con này ngày xưa là dùng là người sướng lắm đây này. Rồi. Thời thế thay đổi. Thương như Gulit vãi. Nhĩ Phan Đăng Khoa không biết tụi kia có làm vợ tương lai của em đủ phê không nữa. Ok. Công nhận Lý Phan Đăng Khoa nói câu hơi cay đắng thật. Hơi cay đắng nhưng mà thật đúng không? Cay nhưng mà thật. Ôi, Pulsar Q à? 108 triệu. TC. Chào Hà Điệp nhá. Chào Hải As nhá. Không phải đâu. Thủ môn, thủ môn, thủ môn. Họ Loris kìa. Nó cứ văng vẳng ấy. Ừ, văng vẳng. Văng vẳng ở đâu ấy? Chắc là ở bên ngoài đường thôi. Ở bên ngoài đường. Ừ, người ta đi giữ đèn trung thu, người ta bảo vợ ngáo thôi. Thế à? Thế à? Thế à? Có không? Ừ, nghe thấy trong truyền tải. Sao mà nghe thấy nó quen lắm? Truyền tải lại thôi. Họ giữ đèn trung thu. Chơi! Số 5. Đừng bảo là Pique á. Ui, xong rồi chủ tịch. Lấy đúng con hàng bẹt 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 luôn đây này. Trời ơi. Chủ tịch Bích Khuê hot. Đã từng lên được huyền thoại thôi. Chào Thế Tùng. Hắc Yêu đập thẻ không? Không. Ôi tưởng tưởng anh. Bom. Tự nhiên lại có bom này quá. Rồi, ơi, mày quá, có phanh làm phát. TC. Ác ít được cộng 8 mà không? Gọi là ác ít nhưng mà là ít về số lượng. Chứ còn về chất lượng thì khủng. Số 4, oh, số mấy, số 4, số 4. Dâu, ơi, con dâu. Oh my god. À, số 4 rồi, má. Ôi, ôi, ôi. Không được đau hơn được nữa, đúng số 4 tuyển Pháp. Quần áo sơ vin da đen số 1. Trời ơi, nhưng mà còn dâu. Cày vai nồi. Mặc kệ lê lê với mùa hot. Một chiều giờ chả biết làm gì à, một chiều bây giờ chỉ khóc thôi. Ben dâm à, không phải, bêu. Có tí gọi là bom. BOTC. Ờ, Trần Vũ Minh Luân đúng. Đập thẻ cộng 8 thì người ta nhắc đến ngay với lại dòng chảy là hợp lý nhất. Ui, Chipu 200 triệu. Trời ơi. Chipu hot. Đức Cảnh à. Van An Hôn rất khó. Van An Hôn muốn có rất khó. Chào Võ Lê Thiên Khôi. Số 10. Ôi Maradona. 490 triệu.
hơi ít một tí nhưng thôi cũng tạm đi. Maradona hot.